nhìn con thôi. Bước tới, bước tới, bước tới, bước tới. Rồi. Rồi nhận là chú rể ơi, tôi là mang con à. Rồi. Bước bước lên đi anh chị bước lên trên đi. Lên trên luôn đi. Rồi nhìn con rồi cô ơi, cầm cầm lại nó thôi nhìn con nè. Rồi. Tư nha. Rồi đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, và một số yếu lỗi kỹ thuật nó lộn bài hát thôi. Nhưng mà chúng ta muốn nghe được là tên gì của Thu Minh Mai Linh nhé. Má ơi, tốt vậy. Bao nhiêu bóng chơi? Bao nhiêu bóng chơi? Yeah! Bao nhiêu bóng chơi? Yeah! Bye-bye.
Yeah.
Bên này là quản lý, à, bên clip này quản lý. Chúc nhau, Cháu là quản lý phần này, dạ, cũng kính chúc sức khỏe của nhà tay, sức khỏe, hẹn gặp chị càng còn lại. Sớm nhất là cuối năm nay cháu nó có cái tin vui với là báo sinh ra gặp hai chị gái đi, nãy giờ lần nào về được đó, nó mới bả đầu đi đâu này về. Rồi nắm tay con dâu đây, nắm tay con dâu luôn. Anh em mình sắp lòng xui phải vô học hậu nhất. Nhìn trước. Rồi. Chị xưa hồi xưa là con gái của tôi, bây giờ là con gái của chị, tôi giao lại cho chị, sai đúng là chị tự giải quyết. Bây giờ chị phải nói như vậy đi, chị cứ vậy vậy thôi. Bây tôi không dám nhận thì chị cứ nói hồi xưa là con gái của tôi, bây giờ là con gái của chị đó, chị làm gì thì làm đó. Chị phải phá một câu để sau này khổ tẩu. Rồi, xin chào tạm biệt gia đình. Mình phải vậy chứ, mình cái gì mình tìm cái gì mình nấu cái đấy chứ.